bạn bị mời cưới khi thất nghiệp. Mời cưới. Mời cưới. Mời cưới. Bạn không có tiền để đi ăn cưới. Bao giờ cưới? Con ai nhà bê cưới đấy? Bao giờ cưới? Anh không bao giờ mình cưới. Bạn không có tiền để cưới khi thất nghiệp. Đừng lo, đã có học viện IT.vn rèn đức luyện tay nghề để ngày mai lập nghiệp. Black Friday đăng ký học ngay muôn vàn điều hay. Bạn được đi học. Bạn được đi làm. Bạn có tiền. Bạn được cưới. Hãy như tôi, đăng ký tham gia đào tạo tại học viện IT.vn để có việc làm sau 3 tháng.